Tiên Vương tái xuất, Lạc Tú. Chương 451, dị nhân. Vinh Tại Húc dường như không ngạc nhiên trước sự từ chối của Lạc Tú. Bởi vì thực lực của Lạc Tú vẫn còn ở đó, mặc dù nhà họ Vinh của anh ta ở triều tiên cũng được coi là gia tộc hàng đầu, nhưng so với Lạc vô cực thì thực sự kém xa. Tuy nhiên, Vinh Tại Húc dường như đã có chuẩn bị trước khi đến, cho nên đã nói: "Anh Lạc, anh đừng vội từ chối." Tôi cảm thấy chắc hẳn anh Lạc cũng có hứng thú với bộ xương thủy tinh đúng không? Có ý gì? Lạc Tú hình như cũng có hứng thú. Nếu như anh Lạc đồng ý bảo vệ sự an toàn của nhà họ Vinh tôi, vậy thì tôi có thể để cho anh Lạc đi trước được miếng ngon." Vinh Tại hút thẳng thắn nói, "Tại sao anh không tìm người khác?" Lạc Tú cười khẩy một tiếng, hiển nhiên đây là đang dụ dỗ, nếu như mấy lời nữ thần Diana nói là thật, như vậy thì bộ xương thủy tinh cũng chẳng khác gì củ khoai lang nóng bỏng tay nếu hiện tại vinh tại húc đã dám tung ra con bài thương lượng này vậy thì ít nhất cho dù bộ xương thủy tinh không nằm trong tay nhà họ vinh thì nó cũng có mối quan hệ rất lớn với nhà họ vinh vậy thì sự việc rất đơn giản nhà họ vinh hiện giờ đã trở thành món ăn của tất cả các thế lực lớn và cao thủ từ khắp nơi trên thế giới đây quả thực là một sự cám dỗ nhưng nếu làm không tốt thì đó sẽ là một rắc rối lớn tôi nghĩ anh là thông minh hẳn là nhìn ra được Hiện tại nhà họ Vinh đang bị các cao thủ khắp nơi trên thế giới nhắm tới, bất luận kết quả như thế nào, nhà họ Vinh rất có khả năng sẽ trở thành vật hy sinh trong trận chiến này. Tôi đã đi tìm rất nhiều người, nhưng không có người nào dám tiếp nhận giao dịch này. Vinh tại hút không hề giấu giếm, không phải người khác không muốn, mà là không dám. Anh ta quả thật đã tìm được rất nhiều cao thủ, thậm chí gia tộc vẫn còn đang tìm cao thủ khắp nơi, ngay cả nữ thần tử vong mà anh ta cũng đã tìm. Nhưng hiển nhiên không ai có tự tin nhận lấy thương vụ này. Dù sao điều đó có nghĩa là có thể cần phải gây thù chuốc oán với các cao thủ hoặc thậm chí là các thế lực hùng mạnh từ nhiều quốc gia khác nhau. Ai dám chứ? Vinh tại Húc đến Hoa Hạ ban đầu là để thử vận may, bởi vì Hoa Hạ là nơi ngỏa hổ tàng long, có thể thực sự tìm được một cao thủ như vậy. Ngay trong trận chiến ở đảo Tần Hoàng, anh ta đã nhìn thấy Lạc Tú không biết tại sao câu nói cả thế giới đều là kẻ thù của Lạc Tú lại khiến Vinh Tại Húc cảm thấy rằng anh ta đã tìm đúng người. Nhưng Lạc Tú không nói gì cả, mà là cúi đầu bắt đầu uống trà. Vinh Tại Húc chờ đợi và cuối cùng thở dài một tiếng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hiểu rồi, vậy tôi đi trước. Vinh Tại Húc dự định rời đi, hiển nhiên, thái độ của Lạc Tú rất rõ ràng, anh cũng không có ý định tiếp nhận giao dịch này. Quả thật Hiện tại nhà họ Vinh thực sự sắp bị diệt vong, không ai có thể cứu được, lúc này ngay cả những ông trùm quốc tế cũng không dám nhận, huống chi là lạc tú. Rốt cuộc thì không ai không sợ chết cả. Không ai dám làm kẻ thù của các cao thủ trên toàn thế giới. Vinh Tại hút thở dài, sau đó đi về phía cửa. Anh vội vàng làm gì? Đột nhiên một thanh âm ngăn cản bước chân của Vinh Tại Húc. Tôi chỉ uống một hớp trà thôi mà, tôi nhận chuyện này. Khi Lạc Tú vừa dứt lời, Vinh Tài Húc đột nhiên quay đầu lại, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Anh Lạc, anh nói cái gì? Vinh Tài Húc hiển nhiên không thể tin được. Bởi vì đây không phải là trò đùa. Một khi tiếp nhận chuyện này, cũng có nghĩa là sẽ trở thành kẻ thù của các cao thủ từ các quốc gia khác nhau. Tôi nói, tôi nhận, Lạc Tú đặt chén trà xuống, thân sắc rất bình tĩnh. Vốn gì anh định đến Triều Tiên cướp bộ xương thủy tinh, nhưng bây giờ có người đề nghị giao đến tận cửa, đối với anh mà nói thật ra cũng là chuyện tốt anh lạc anh xác định không phải đang đùa giỡn tôi chứ vinh tại húc nửa hưng phấn nửa nghi hoặc anh thấy tôi giống đùa với anh lắm hả lạc tú hỏi ngược lại ngồi xuống nói chuyện đi cuối cùng lạc tú bảo vinh tại húc ngồi xuống đại ca của cả triều tiên cuối cùng cũng có tư cách ngồi xuống sau khi vinh tại húc ngồi xuống anh ta thở phào nhẹ nhõm anh lạc trước khi đến đây thật ra tôi chỉ là định thử vận may mà thôi Vinh Tài Húc có chút sợ hãi và hưng phấn. Anh ta đã đi nhiều nơi và tìm kiếm nhiều cao thủ, nhưng người ta đã từ chối ngay mà không cần suy nghĩ. Đây là lần đầu tiên có người đồng ý với anh ta. Thật ra Vinh Tài Húc cũng không trách những người đã từ chối anh ta, bởi vì đổi lại là ai cũng không dám nhận chuyện này. Một số ông trùm quốc tế đã để mắt đến nhà họ Vinh, hơn nữa sau lưng còn có các thế lực lớn. Vì vậy, ban đầu, Vinh Tài Húc thực sự không có nhiều hy vọng bộ xương thủy tinh ở trong tay các người à lạc tú hỏi không phải nhưng ở trong địa bàn của nhà họ vinh vinh tại húc bất đắc dĩ nói nếu không muốn tham gia vậy có thể rút lui để bọn họ tranh đoạt lạc tú nghi hoặc nói ha ha không đơn giản như vậy chúng tôi muốn rút lui cũng không được vinh tại húc cười khổ nói ồ oh, lạc tú cũng trở nên hứng thú bộ xương thủy tinh kia là vận mệnh của nhà họ vinh vinh tại húc thẳng thắn nói chắc anh Lạc cũng chú ý đến sự khác thường của tôi đúng không? Vinh Tại Húc đưa cổ tay ra, một ngọn lửa màu lam nhạt đột nhiên từ trong hư không xuất hiện trong tay Vinh Tại Húc. Đây không phải bùa chú, cũng không phải nội kình của võ giả. Lạc Tú cũng rất tò mò, bởi vì sau khi Vinh Tại Húc bước vào phòng, Lạc Tú đã nhận thấy những năng lượng dao động khác thường trong người Vinh Tại Húc. Dĩ năng, anh Lạc, sở dĩ nhà họ Vinh của tôi có thể ở trên đỉnh của Triều Tiên, thậm chí có được năng lực lớn như vậy, Tất cả đều dựa vào dị năng này, tôi là một dị nhân cấp 6. Vinh Tại Húc giải thích, dị nhân. Lạc Tú nhướng mày, anh còn chưa kịp hỏi thì Vinh Tại Húc đã giải thích trước. Cái gọi là dị nhân không phải là người tu pháp ở phương Đông, cũng không phải là thần lực hay huyết mạch cổ xưa ở phương Tây, mà là sau khi con người khai phá tiềm năng thì có được một loại năng lực. Dị nhân có 9 cấp độ, dị nhân cấp 1 là thân thể biến dị, có được những năng lực bất thường, giống như trong phim Captain America có thể kéo được máy bay trực thăng. Dị nhân cấp 2 có tốc độ rất nhanh và chỉ khi đạt đến dị nhân cấp 3 thì mới có thể đạt được các năng lực bổ sung, chẳng hạn như nắm trong tay một năng lực tự nhiên. Nhưng so ra, dị nhân cấp 3 cũng tương đương với cao thủ cấp bậc tông sư. Vinh Tại Húc là dị nhân cấp 5, tương đương với người thức tỉnh. Khả năng biến dị của nhà họ Vinh tất cả đều phụ thuộc vào một cái giếng của nhà họ Vinh. Bộ xương thủy tinh ở trong cái giếng đó. Vì vậy Đối với nhà họ Vinh, cái giếng đó chắc chắn là vận mệnh của nhà họ Vinh. Nhưng lần này, cái giếng của nhà họ Vinh rõ ràng đã trở thành chiến trường của tất cả các thế lực lớn và cao thủ từ các quốc gia. Đối với những người đó mà nói, lấy được bộ xương thủy tinh là việc đầu tiên, một khi đánh nhau, cái giếng nhà họ Vinh còn có thể bảo toàn hay không thì không biết được. Hơn nữa, nhà họ Vinh còn đắc tội với quyền thần Đông Á, một cao thủ quyền Anh và là dị nhân cấp 7. Vinh tại hút cười khổ nói, cho nên, anh lạc. Tôi hy vọng anh có thể suy nghĩ rõ ràng, thương vụ này anh muốn tiếp nhận sao? Chương 452, thái độ làm người. Cậu Lạc, tuyệt đối đừng nhận. Giọng nói đột ngột truyền đến, khi Lạc Tú quay đầu lại, liền nhìn thấy Tô Bửu Điền đứng ở cửa. Cậu Lạc, cậu đừng tham gia vào chuyện này, Tô Bửu Điền không kiên nhẫn bước vào, hôm nay Lạc Tú đã làm đảo lộn cả đất nước, bây giờ internet và các phương tiện truyền thông lớn vẫn đang thảo luận về trận chiến ở đảo Tần Hoàng. Tô Bửu Điền xông tới, vốn định đến đây để ngăn cản Lạc Tú, nhưng trước khi ông ta đến thì trận chiến đã kết thúc rồi. Vốn tưởng rằng trận chiến này đã kết thúc, cho nên Lạc Tú cũng sẽ yên tĩnh lại, hơn nữa kết quả trận chiến này cũng xem như mỹ mãn. Kết quả là vừa tới cửa, liền nghe nói Lạc Tú muốn trợ giúp Triều Tiên ngăn chặn quyền thần Đông Á quyền. Khuôn mặt của Tô Bửu Điền trở nên tái nhợt vì sợ hãi. May mắn thay, Tô Bửu Điền không nghe thấy những lời trước đó nếu không thì không thể đơn giản như tái nhợt vì sợ hãi sao ông lại ở đây lạc tú cười cười tôi sợ cậu lạc hôm nay lại quậy tung một trận nữa tô bửu điền đã rất quen thuộc với lạc tú cho nên tự mình tìm một chỗ ngồi đặt mông ngồi xuống tự rót một chén trà anh về trước đi chuyện này cứ quyết định như thế thôi lạc tú nói với vinh tại húc vinh tại húc đứng dậy chào lạc tú rời đi với vẻ mặt phấn khích sau khi vinh tại húc rời đi Tô Bửu Điền nghiêm túc nói. Cậu Lạc, cậu lại tự chuốc hỏa vào thân rồi, còn muốn đi giúp người khác chặn đánh sao? Ồ, tôi có phiền phức gì sao? Lạc Tú không quan tâm chút nào. Ôi, cậu Lạc, cậu, cậu thật bạo gan mà. Tô Bửu Điền thở dài, kiếm cung côn luôn thật sự là một tồn tại không thể trêu vào đâu. Trên mặt Tô Bửu Điền lộ ra vẻ chua sót, cậu Lạc, hôm nay cậu đã giết hai vị võ thánh, nhưng kiếm cung côn lôn, ôi, cậu. Tô Bửu Điền do dự muốn nói lại thôi. Thế nào, bọn họ là Thiên Vương lão tử sao?" Lạc Tú cười nói. "Gần như là thế." Tô Bửu Điền lại thở dài. "Cậu làm vậy là chọc vào tổ ong vò vẽ người tu pháp trong nước rồi. Tôi đã nhận được tin người tu pháp bên núi Thanh Thành đã lên kế hoạch tấn công cậu rồi." Tô Bửu Điền bất lực nói. "Hiện tại Tô Bửu Điền đã hiểu rằng bản thân Lạc Tú đã là một rắc rối rồi. Đi đâu cũng có thể gây chuyện, vừa giết hai vị võ thánh ở đây, thế mà lại chọc tới người tu pháp ở bên kia. Kệ họ đi, tôi cũng không để ý lắm. Lạc Tú phất phất tay. Vậy chuyện bên Triều Tiên, cậu thật sự có ý định đó sao? Tô Bửu Điền hiển nhiên vẫn còn muốn thuyết phục Lạc Tú. Lạc Tú gật đầu. Tô Bửu Điền sướng sờ nhìn Lạc Tú, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói. Cậu Lạc, quyền thần Đông Á là dị nhân cấp 7, hơn nữa hắn còn là thất cấp dị nhân, thực lực không thua kém gì hư kinh thiên của Côn Lôn, hay nói cách khác, vư kinh thiên không xứng so với người ta. Tô Bửu Điền hiển nhiên biết rõ về quyền thần Đông Á. Nói như vậy, ít nhất một nửa số trận đấu quyền anh ngầm trên thế giới đều do vị quyền thần Đông Á đó khống chế. Tô Bửu Điền nói thêm, nhưng điểm này cũng đủ cho thấy sự kinh khủng của quyền thần Đông Á, một nửa số trận quyền anh ngầm trên thế giới, chỉ cần nghĩ thôi cũng đã thấy khiếp sợ cỡ nào. Với cả, chắc là cậu lạc cũng đã nghe nói đến dị nhân. Đối với dị nhân lạc tú cũng đã có ý nghĩ của riêng mình có vẻ như một cái gì đó đã bắt đầu rồi được rồi nói thẳng đi ông tìm tôi nhất định là không có chuyện tốt gì lạc tú không muốn tô bửu điền nói nhảm nữa ha ha vẫn không thể gạt được cậu lạc tô bửu điền bị vạch trần khuôn mặt già nua đỏ bừng vào đi tô bửu điền nói về phía cửa sau đó một bóng người xinh đẹp lập tức lao tới sau đó lao về phía lạc tú trực tiếp ôm lạc tú một cái thật chặt mùi thơm thoảng qua lỗ mũi lạc tú có chút xấu hổ đẩy thân ảnh xinh đẹp trong lòng ra thầy lạc đã lâu không gặp an linh như chớp đôi mắt to tròn lộ ra nụ cười ngọt ngào nhóc con mới một đoạn thời gian mà em càng ngày càng xinh đẹp đấy lạc tú xoa đầu an linh như ngay khi an linh như đến lạc tú đã đoán được chuyện gì đang xảy ra tôi nói mà ông đến thì chẳng có gì tốt lành cả lạc tú có chút không hài lòng hỏi tô bửu điền ha ha Tôi cũng không còn cách nào, tôi cũng không có nhiều mặt mũi như cô gái này trước mặt cậu, muốn nhờ cậu cứu giáo sư An, chỉ có thể kéo cô nhóc này ra." Tô Bửu Điền đỏ mặt nói, ý tứ của bên trên chính là bảo Tô Bửu Điền ra mặt mời Lạc Tú giải cứu giáo sư An. Nhưng Tô Bửu Điền biết rất rõ Lạc Tú sẽ không nể mặt Tô Bửu Điền, vì vậy ông ta không còn cách nào khác ngoài việc mời An Linh Như đến đây. Dù sao, An Linh Như là học trò của Lạc Tú, nếu An Linh Như mở miệng, Lạc Tú sẽ không bao giờ từ chối bởi vì Tô Bửu Điền đã quen Lạc Tú khá lâu, ông ta biết rõ Lạc Tú là người bao che cho người của mình. Thầy Lạc, thầy. Được rồi, nhóc con, tôi đồng ý chuyện này. Lạc Tú nhìn Tô Bửu Điền một cái. Vừa vặn hiện tại giáo sư An đã được chuyển đến một trường đại học ở Phủ Sơn Triều Tiên. Tô Bửu Điền ho khan. Đại học, Lạc Tú nhíu mày. Cho nên, lần này cấp trên sẽ sắp xếp cho cậu Lạc làm du sinh viên trà trộn vào. Dù sao chúng ta cũng không thể gióng trống khua chiêng quá mức. Tô Bửu Điền không nói tiếp được nữa, đây là lý do tại sao Tô Bửu Điền cảm thấy rằng An Linh Như phải đích thân đến. Dù sao thì họ muốn Lạc Tú làm một du sinh viên mà. "Thầy Lạc, thầy sẽ không từ chối đúng không?" An Linh Như cầu xin nhìn Lạc Tú. "Không sao, em là học trò của tôi mà." Lạc Tú bình tĩnh nói, nhưng đôi mắt của An Linh Như đột nhiên đỏ lên. Bởi vì điều này chẳng khác nào Lạc Tú vì cô mà chịu uất ức hơn nữa hiện giờ cô cũng biết thầy lạc của bọn họ rốt cuộc là thần thánh một phương việc lạc tú hạ mình làm một du sinh viên rõ ràng là một việc vô cùng miễn cưỡng nhưng lạc tú thực sự đồng ý chỉ nói không sao em là học trò của tôi mà ngay cả tô bửu điền cũng rất ngạc nhiên bởi vì ông ta thực sự cảm thấy chắc hẳn lạc tú sẽ không đồng ý ngay từ đầu dù sao thân phận của lạc tú quá đặc biệt thầy lạc xin lỗi em được rồi nhóc con nhớ kỹ một câu một ngày làm thầy, cả đời làm cha, lớp 12 phần 3, bất kể ai có chuyện gì, tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn, tôi sẽ mãi là thầy Lạc của các em, các em mãi là học trò của tôi. Lạc Tú vươn tay lấy khăn giấy, lau nước mắt của An Linh Như. Tô Bửu Điền hơi ghen tị nhìn An Linh Như, có một người thầy như vậy thực sự là phúc đức mà mấy đứa trẻ này đã tu tám kiếp. Thầy Lạc, thầy xem với tuổi của tôi, có thể vào lớp 12 phần 3 không? Tô Bửu Điền ghen tị cười nói, Cút, Lạc Tú cười mắng, dù sao anh cũng phải đi Triều Tiên, cứu người cũng không phải chuyện gì to tát, mà tính cách của Lạc Tú chính là như vậy, chỉ cần là người của anh, anh nhất định sẽ bảo vệ và nuông chiều bằng mọi cách. Là một giáo viên, phải làm gương cho học trò. Thực ra, lần này, chúng tôi cũng sắp xếp hai trợ thủ giúp cậu Lạc, trong đó có một người cũng là dị nhân. Tô Bửu Điền chậm rãi giải, giải thích, mà ở trong một khách sạn, một nam và một nữ hiện đang chơi điện thoại trong một căn phòng tổng thống sang trọng. Trong số đó, thiếu niên mới ngoài 20, với mái tóc rẽ ngôi lệch rất được ưa chuộng, kẻ mắt một mí, khuôn mặt đó tuyệt đối là tiểu thịt tươi cực phẩm. Nếu đi ra ngoài, chắc chắn sẽ là một khuôn mặt có thể khiến các cô gái hét lên. Nhưng nhìn vào sống mũi cao và khóe mắt rộng, có thể khẳng định người này hoàn toàn không đụng đến dao kéo. Còn về phần cô gái đó, ngoại hình tuyệt đối là tiêu chuẩn của người nổi tiếng trên mạng, chiếc cằm nhọn, các đường nét trên khuôn mặt như được tạc nên, biểu cảm có chút kiêu ngạo anh đường hạo anh nói xem lần này sẽ sắp xếp người nào qua nhỉ dáng vẻ kiêu căng như vậy còn bảo hai chúng ta chờ ở chỗ này cô gái hiển nhiên có chút không kiên nhẫn dù sao cô ta cũng là hoa khôi trong trường học ở phủ sơn từ lúc nào mà cô ta phải ngồi chờ người khác như thế này không biết nếu ông cụ không dặn thì anh cũng chẳng thèm đợi đâu tốt nhất là một nhân vật lợi hại nếu không đừng trách anh không khách khí thanh niên tên đường hạo cười khẩy chương 453, gọi tôi là đại ca. Đường Hảo, con trai cả của nhà họ Đường, đã sang Triều Tiên du học từ lâu, nhà họ Đường cũng được coi là một đại gia tộc, có nhiều giao dịch thương mại với Triều Tiên, tài sản trong gia đình trị giá 100 đến 200 triệu nhân dân tệ. Vì vậy, so với bạn cùng trang lứa của mình, Đường Hảo có thể được coi là một cậu chủ giàu có, tất nhiên, điều mà Đường Hảo tự hào nhất chính là anh ta là một dị nhân sở dĩ lần này anh ta trở về nước là vì trước đây lão gia tử nhà họ đường có chút dính líu với cấp trên nên cần lợi dụng một số đầu mối của nhà họ đường ở triều tiên nhưng bản thân đường hạo cũng không cảm thấy quá hứng thú với vấn đề này không biết ông cụ đang suy nghĩ cái gì đường hạo sốt ruột hỏi dù sao anh ta cũng là công tử nhà giàu đường đường là một dị nhân thế mà bây giờ phải ở đây chờ người ta tới nếu chuyện này lan đến trường đại học ở phủ sơn triều tiên nhiều người sẽ cười nhạo anh ta thấy vẻ mặt sốt ruột của đường hạo, cô gái cũng đặt điện thoại sang một bên, cô ta là bạn cùng lớp của đường hạo, tên là Dư Mộng Đình. Gia đình cũng được coi có chút của cải, vẫn luôn du học đại học ở Phủ Sơn Triều Tiên. Nhưng cô ta là một đóa hồng quý phái, có rất nhiều người theo đuổi cô ta trong trường đại học ở Phủ Sơn đó. Cho tới bây giờ, chỉ có người khác chờ cô ta, chưa có ai bảo cô ta phải chờ cả. Anh Hạo, anh nói rằng anh biết lão đại của Liên minh Phi Sa ở Phủ Sơn, thật hay giả thế? Sư Mộng Đình đứng dậy và nhìn đường hạo với một chút ngưỡng mộ. Mặc dù đường hạo đến từ Hoa Ha, nhưng vì đường hạo là dị nhân nên mối quan hệ của anh ta ở Phủ Sơn cũng không tồi. Nghe nói thậm chí đường hạo còn biết lão đại của liên minh phi xa ở Phủ Sơn, vật thì anh ta chính là hoàng đế ngầm thực sự của Phủ Sơn rồi. Tất nhiên là biết, đường hạo tự hào nói, tỏ vẻ rất kiêu ngạo. Nhà họ Vinh thì sao? Sư Mộng Đình giống như bị kích thích sự tò mò, cho dù đó là liên minh Phi Sa hay liên minh Bách Hoa ở Triều Tiên, nhiều liên minh đều thuộc sở hữu của nhà họ Vinh, thậm chí nhiều công ty giải trí ở Triều Tiên cũng thuộc sở hữu của nhà họ Vinh. Đương nhiên là anh sẽ không tiếp xúc được với quái vật như nhà họ Vinh, nhưng nếu có cơ hội, anh nhất định sẽ nhờ lão đại của liên minh Phi Sa giới thiệu, cho dù gia nhập nhà họ Vinh với tư cách một bảo vệ cũng được. Đôi mắt của đường hạo lộ ra tia hy vọng, vì nhà họ Vinh ở Triều Tiên được công nhận là tồn tại có thể một tay che trời thậm chí là cao thủ số 1 triều tiên, dị nhân cấp 6, chính là Vinh Tại Húc của nhà họ Vinh. Là một dị nhân, Đường Hạo có những yêu cầu và mục tiêu cho riêng mình, nếu anh ta có thể gia nhập nhà họ Vinh, anh ta có thể có cơ hội nâng cao sức mạnh của mình. Những người trẻ tuổi ở triều tiên đều coi Vinh Tại Húc là hình mẫu và thần tượng của họ, đặc biệt là những người dị nhân như họ. Ôi, em thật sự hy vọng anh nhờ cậy vào quan hệ với nhà họ Vinh để em có thể vào công ty giải trí PJ trở thành một thực tập sinh thần tượng và thực hiện giấc mơ ngôi sao của mình. Sư Mộng Đình thở dài, cô ta tự nhận mình xinh đẹp quyến rũ và luôn mơ ước được vào công ty giải trí PJ và trở thành thực tập sinh thần tượng. Đáng tiếc công ty giải trí PJ của nhà họ Vinh tuyển chọn người quá khắt khe, người bình thường căn bản không vào được. Cả hai tiếp tục đợi trong khách sạn với vẻ mặt thiếu kiên nhẫn. Còn Lạc Tú đáng lẽ phải đến sớm hơn, nhưng Lạc Tú lại kéo Tô Bửu Điền đến một nhà hàng cao cấp ở đảo Tần Hoàng để ăn cơm nói rõ là Tô Bửu Điền sẽ mời. Bữa ăn này tổng cộng hơn 10.000 nhân dân tệ, khi Tô Bửu Điền trả tiền thì sắc mặt ông ta gần như tái nhợt, dù sao ông ta cũng không phải lạc tú, hơn 10.000 nhân dân tệ đối với ông ta cũng không phải là số tiền nhỏ. Sau bữa ăn, Tô Bửu Điền đưa lạc tú trở lại khách sạn để sắp xếp cho lạc tú đi Triều Tiên. Nhóc con, trở về đi, chờ tôi đưa bố em trở về. Lạc tú sở đầu an linh như và nói, thầy lạc, chuyến đi lần này của thầy có thể sẽ hơi thú vị an linh như cười nhạt là sao lạc tú tò mò hỏi chu tiểu ly của lớp chúng ta cũng học trường đó rất có thể thầy sẽ trở thành bạn học với cô ấy an linh như cười nói ồ bây giờ tôi trở thành bạn học của sinh viên rồi sao lạc tú cũng cười ở trước mặt sinh viên của mình lạc tú không hề có khí phách tiên tôn gì cả sau khi tạm biệt an linh như tôi bửu điền đưa lạc tú đến khách sạn vừa vào cửa lạc tú đã nhìn thấy đường hạo và dư mộng đình đường hạo bình tĩnh liếc nhìn lạc tú rồi không khỏi cười thầm trong lòng sau khi chờ đợi một lúc lâu anh ta nghĩ rằng sẽ đợi được một nhân vật lợi hại nào đó chứ cuối cùng chỉ đợi một người bình thường thôi ư mà dư mộng đình ở một bên cũng đưa mắt nhìn về phía lạc tú quét một vòng từ trên xuống dưới của lạc tú trọng tâm của cô ta khác với đường hạo cô ta tập trung vào quần áo và ngoại hình của lạc tú nhưng lại khiến cô ta có chút thất vọng. tuy rằng ở hòa hạ thì bộ dạng này không tệ, nhưng ở phủ sơn thì cũng chỉ là loại tầm thường. quan trọng nhất là theo cô ta thấy đối phương hình như không phải công tử nhà giàu nào đó. ban đầu dư mộng đình cho rằng đối phương sẽ là một anh chàng đẹp trai hoặc thế hệ thứ hai giàu có, nhưng sau khi nhìn thấy lạc tú, cô ta đã thất vọng. thái độ của cô ta có vẻ rất lạnh lùng. tô bửu điền giới thiệu sơ qua. tất nhiên việc lạc tú đi cứu người là một bí mật nhưng thái độ của hai người này rõ ràng là rất nhạt nhẽo tôi nghĩ trưởng bối của các người đã nói qua rồi nhỉ sau này các người nên quan tâm nhiều hơn đến lạc tú đấy đương nhiên việc lạc tú đi cứu người phải giữ bí mật cho nên ông ta sẽ không nói cho hai người này biết những người lớn tuổi trong hai gia đình chỉ nói với họ rằng lần này họ cần giúp đỡ một du sinh viên mới thậm chí khi cần thiết họ phải đồng ý với bất kỳ yêu cầu nào của đối phương bất kể yêu cầu nào cũng đều phải đồng ý vô điều kiện nhưng sau khi nhìn thấy lạc tú cả hai lập tức loại bỏ ý nghĩ này được đường hạo mỉm cười không biểu lộ quá nhiều tuy rằng anh ta không biết vì sao người trong nhà lại sắp xếp như vậy nhưng anh ta trực tiếp coi lạc tú như một người bình thường đương nhiên không có ý định kết giao dù sao với thân phận của anh ta làm sao anh ta có thể ở cùng với những người bình thường được chứ điều này sẽ hạ thấp đẳng cấp của anh ta thậm chí còn bị các bạn cùng lớp cười nhạo sau khi tô bửu điền rời đi dư mộng đình vẫn chưa từ bỏ ý định vì vậy cô ta đã hỏi thẳng anh đẹp trai anh đến từ đâu vậy huyện vĩnh tế lạc tú cũng không giấu giếm cũng không để ý tới thái độ của hai người này vừa nghe nói đó là huyện vĩnh tế dư mộng đình đã hoàn toàn thất vọng dù sao thì nếu xuất thân từ huyện lỵ trong nhà nhất định không có của cải nhiều qua đó du học chắc là bố mẹ anh đã tiết kiệm rất lâu nhỉ đường hạo tiếp lời nhưng trong lời nói có một chút châm biếm Mặc dù không biết tại sao, nhưng trưởng bối của hai chúng tôi đều nói với chúng tôi rằng, đến đó chúng tôi nhất định phải chăm sóc anh, thậm chí có lúc còn phải nghe lời anh. Nhưng bây giờ tôi vẫn muốn nói rõ ràng, đường hạo đột nhiên thay đổi chủ đề và nói với một nụ cười khinh bỉ. Nói đi, Lạc Tú cũng không để ý. Nói thật, nếu anh đến từ huyện lỵ vậy thì cũng không phải con nhà giàu, chúng ta căn bản không cùng đẳng cấp, ở bên đó người ta tương đối bài ngoại, nếu anh qua đó, Chúng tôi chăm sóc cho anh cũng được, tôi cho anh một cơ hội, gọi tôi một tiếng đại ca, qua đó tôi sẽ bảo kê cho anh. Chương 454, dạ oai phủ đầu. Gọi cậu là đại ca? Lạc Tú buồn cười. Cậu bảo kê cho tôi? Lạc Tú tự ngồi xuống, sau đó khoanh chân, tò mò nhìn Đường Hạo. Làm sao? Ý của anh là không thích à? Đường Hạo nhướng mày, giống như cho Lạc Tú một cơ hội. E rằng cậu không đủ tư cách. Lạc Tú lắc đầu, những người trẻ tuổi này thật sự là khiến Lạc Tú hơi cạn lời. Tôi không đủ tư cách, đường hạo mỉm cười thay vì tức giận. Anh ta được coi là một nhân vật nổi tiếng trong trường, mặc dù anh ta không dám nói mình là nhân vật làm mưa làm gió trong trường, nhưng dù sao anh ta cũng được coi là số một. Thậm chí còn có quan hệ với liên minh phi xa ở Phủ Sơn, hơn nữa, bản thân anh ta còn là một dị nhân. Được, anh đừng hối hận là được, đường hạo nhặt một chiếc túi LV để ở đầu giường, mang theo một tia kiêu ngạo đi ra ngoài. Hừ, anh ta là con trai trưởng của nhà họ đường, gia trí con người lên đến 200 triệu tệ, anh ta không có tư cách nhận đàn em sao? Thấy đường hạo đi ra ngoài, Dư Mộng Đình thở dài, cầm túi lên, liếc nhìn đồng hồ và nói. Đi thôi, nếu không chúng ta sẽ không bắt kịp máy bay. Anh vừa mới bỏ lỡ một cơ hội, nói thật, với gia cảnh của anh, đi tới đó nhất định sẽ bị khi dễ, anh Hảo sẽ bảo vệ anh, đỡ cho anh rất nhiều phiền phức. Sư Mộng Đình nhắc nhở, tôi không nghĩ mình sẽ gặp rắc rối gì. Lạc Tú cũng đứng lên. Nhiệm vụ này là cứu người, không thể quá cao sang, chỉ có thể giả làm một sinh viên bình thường. Ồ, đến nơi đó thì anh sẽ hiểu lời nói của mình nực cười đến mức nào. Sư Mộng Đình lắc đầu đi ra ngoài trước, trong nhà không có chút bối cảnh nào, anh cho rằng đang ở trong nước sao. Hơn nữa, Sư Mộng Đình đã thấy rất nhiều du sinh viên như Lạc Tú, những người không có gia cảnh thì hầu hết họ không thể ở đó một tháng, sau đó sẽ tự chủ động trở về nước bởi vì họ hoàn toàn không thể hòa hợp được điều quan trọng nhất là đường hạo đã làm rất tốt ở đó không chỉ vì anh ta có xuất thân trong gia đình tốt mà còn bởi vì anh ta là một dị nhân ở bên kia không biết có bao nhiêu sinh viên nước ngoài bình thường đang cầu xin sự che chở của đường hạo thế mà tên lạc tú này đường hạo đề nghị che chở cho anh nhưng anh lại từ chối chờ đến đó và hối hận đi sợ là trong vòng ba ngày anh sẽ khóc và cầu xin đường hảo che chở cho anh thôi. Sư Mộng Đình nở một nụ cười và nhanh chóng đuổi kịp đường hạo. Lúc này Lạc Tú nhận được một cuộc gọi, đó là từ Tô Bửu Điền. Cậu Lạc, rắc rối của cậu đến rồi. Tô Bửu Điền vừa định lên máy bay để trở về Thiên Đô thì một cuộc điện thoại gọi đến. Rắc rối gì? Lạc Tú hỏi. Có thư khiêu chiến từ núi Thanh Thành, bảo cậu ngày mai đến núi Thanh Thành quyết một trận tử chiến. Tô Bửu Điền cười khổ nói, mặc dù biết rằng người tu pháp sẽ ra tay với lạc tú nhưng ông ta không ngờ rằng người tu pháp đầu tiên thực sự là một người đến từ núi thanh thành hơn nữa đối phương cố ý đăng chiến thư lên mạng tin tức bùng nổ rất nhiều người đã bắt đầu đổ xô đến núi thanh thành rồi ngay cả những ông lớn từ mọi tầng lớp xã hội cũng đang chuẩn bị đổ xô đến đó tô bửu điền nói ở đầu bên kia điện thoại kỳ thật cũng rất bình thường dù sao hôm nay lạc tú vừa mới chém giết hai vị võ thánh danh tiếng vừa mới lan tràn thậm chí trong nước còn đang sôi nổi thảo luận. Kết quả là, người tu Pháp từ núi Thanh Thành lại nhảy ra và muốn khiêu chiến Lạc Tú, điều này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Nghe nói tất cả các chuyến bay đến vùng lân cận núi Thanh Thành đều đã đầy và tất cả đã được đặt trước. Rất nhiều người đều cưa tận mắt nhìn thấy trận chiến của Lạc Tú ở đảo Tần Hoàng, vì vậy nhiều người chắc chắn sẽ đến trận chiến trên núi Thanh Thành. Ôi, cậu Lạc, cậu thấy chuyện này thế nào? Tô Bửu Điền lại cười gượng nhưng đợi hồi lâu cũng không có động tĩnh gì. Cậu Lạc, alo, bíp bíp, Lạc Tú đã cúp điện thoại, lúc này anh đang qua cửa kiểm tra an ninh, còn chuyện núi Thanh Thành, Lạc Tú cũng không thèm quan tâm. Dù sao thì đối với anh, hành trình đến Triều Tiên cướp bộ xương thủy tinh từ tay các cao thủ của các quốc gia mới là chuyện khiến Lạc Tú cảm thấy hứng thú. Máy bay đã đi thẳng đến sân bay ở Phủ Sơn. Lúc này đã là nửa đêm, thời tiết vô cùng lạnh giá, vừa xuống máy bay không bao lâu, tuyết đã bắt đầu rơi. Đường Hạo và Dư Mộng Đình đã đợi sẵn bên ngoài sân bay. Sau khi nhìn thấy Lạc Tú từ phía sau đi tới, Đường Hạo nhìn Lạc Tú bằng ánh mắt đầy ác ý. Bây giờ đã ở trong lãnh thổ của anh ta, Lạc Tú không thể kiểm soát mọi thứ được nữa. Tôi sẽ cho anh một cơ hội khác để suy nghĩ. Đường Hạo cười khẩy, nghĩ cái gì, Lạc Tú cau mày. Làm đàn em của tôi, sau này tôi sẽ bảo kê cho anh. Đường Hạo tự hào nói tôi thật sự không muốn cho cậu cơ hội bởi vì ngay cả tư cách làm đàn em của tôi cậu cũng không có đâu lạc tú nhìn đường hạo nói được rồi cứ hống hách đi đường hạo giơ ngón tay cái lên cho lạc tú nhưng sự mỉa mai lại rất rõ ràng mộng đình để anh ta đi đường hạo rút tay về lạnh lùng nói như thế không tốt lắm đâu sư mộng đình do dự nói em nghe anh ta nói gì chưa có gì không tốt chứ đường hạo hừ lạnh một tiếng sau đó hỏi ngược lại Lạc Tú, hay là anh xin lỗi anh Đường Hạo đi, chẳng lẽ anh còn không nhìn rõ tình huống hiện tại của anh sao?" Sư Mộng Đình nhắc nhở. Mộng Đình thấy dư Mộng Đình còn nói chuyện, Đường Hạo có chút không kiên nhẫn. "Này, tự bảo vệ mình đi, đây là địa chỉ của trường học, anh có thể tự tìm đường đến đó." Sư Mộng Đình đưa cho Lạc Tú một tờ giấy, còn Đường Hạo thì đã đi về hướng cách đó không xa. Tiếng động cơ gầm rú vang lên, hơn chục chiếc mô tô Harley dừng ngay trước mặt Đường Hạo trên mấy chiếc Harley, một nhóm đàn ông và phụ nữ trong bộ đồ mô tô cực ngầu đã chào đón đường hạo một cách nồng nhiệt. Đi xin lỗi đường hạo đi, để đường hạo đưa anh đến trường. Sư Mộng Đình lại khuyên nhủ. Tôi có thể đi một mình, Lạc Tú không chút để ý. Tự anh qua đó sao? Đã nửa đêm rồi, làm sao anh có thể tới đó? Sư Mộng Đình khinh thường nói. Tôi hỏi anh này, anh thậm chí còn không có đồng nguồn Triều Tiên nào, xe taxi cũng không thèm chở anh anh đến đó bằng cách nào sư mộng đình hỏi lại cái này thì không cần cô lo lắng lạc tú cười cười sau đó lại nói nếu không muốn bị gió lạnh thổi có thể cùng tôi qua đó ồ quên đi tùy anh sư mộng đình giật giật khóe miệng sau đó xoay người rời đi cô ta có lòng muốn giúp lạc tú nhưng đối phương lại không hề cảm kích khi đến triều tiên anh đã không còn ở trong nước ở nơi đất khách quê người mà còn nói mấy lời trướng tai như thế thậm chí anh còn không thể tìm ra phương hướng lại còn đã nửa đêm anh đến đó kiểu gì chứ lại còn muốn kéo mình đi cùng nhìn thấy dư mộng đình đến đường hạo mỉm cười anh ta nói thế nào đường hạo cố tình ra oai phủ đầu với lạc tú chắc là anh ta chọn đi taxi dư mộng đình bất đắc dĩ nói hôm nay anh ta bắt được taxi mới là lạ đường hạo tự tin cười khẩy Tôi nhờ bạn tôi đánh tiếng với mấy tài xế taxi gần đây rồi, để xem hôm nay anh ta có thể bắt taxi không. Chương 455, Phượng Hoàng Đen. Nhìn Lạc Tú đứng một mình trong trời tuyết dày, trong lòng Dư Mộng Đình có chút mâu thuẫn, một mặt cũng không đành lòng để Lạc Tú ở lại đây một mình, nhưng mặt khác, cô ta không muốn đắc tội Đường Hạo, dù sao thì cô ta vẫn cần sự bảo vệ của Đường Hạo ở trong trường. Cuối cùng, Dư Mộng Đình đau lòng, nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp lên xe máy. Trong cơn bão tuyết đầy trời, đường hạo đốt một điếu thuốc, rồi hét lên với lạc tú một cách chế diễu. Tôi quên nhắc nhở anh, 9 giờ sáng mai nhất định phải đến trường học làm thủ tục nhập học, chậm trễ sẽ bị đuổi đấy. Đường hạo nói xong thì kéo áo lên, sau đó đoàn xe máy rú gà ẩm ý trong đêm, trực tiếp rời đi. Ban đầu, những trưởng bối của đường hạo và Dư Mộng Đình yêu cầu họ hòa thuận với Lạc Tú và cố gắng giành được sự yêu ái của Lạc Tú. Nhưng hiển nhiên, hai người này cũng không có làm theo ý nguyện của các trưởng bối trong gia tộc, mà trực tiếp bỏ lại lạc tú ở nơi này. Hừm, tôi thật tò mò, đêm nay anh ta đóng băng ở đây thì sẽ có cảm giác thế nào? Đường hạo lại siết chặt quần áo, ngày tuyết rơi này thật sự rất lạnh. Mà lạc tú ngẩng đầu nhìn tuyết rơi dày đặc và bầu trời đêm đen kịt ở Triều Tiên, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia cực kỳ sắc bén. Anh không quan tâm đến việc đường hạo làm khó anh. Bởi vì, thành phố này, nơi này, anh, lạc vô cực đến rồi. Vài phút sau, một chiếc AV siêu sang chạy tới. Đằng sau chiếc xe này là hàng chục chiếc may bách nối đuôi nhau. Dàn xe sang quy mô lớn như vậy đương nhiên thu hút sự chú ý của số ít người còn nán lại sân bay. Cả bọn lại tò mò suy đoán là đại gia tộc nào đang chuẩn bị đón những vị khách quý. Ngay sau đó, một người đàn ông ăn mặc như quản gia đi xuống, theo sau là Vinh Tại Húc, sau đó quản gia cúi người xuống và bắt đầu trải thảm đỏ, ngay trước mặt Lạc Tú những người đàn ông mặc đồ đen đứng ngay ngắn ở hai bên, cúi đầu và khom lưng, làm động tác mời. Rõ ràng, Vinh Tài Húc chuẩn bị loại đái ngộ này là bởi vì anh ta biết Lạc Tú là ai. Với một nụ cười trên khuôn mặt, Vinh Tài Húc tự mình cầm một chiếc ô đi đến trước mặt Lạc Tú, vừa nở nụ cười miễn cưỡng vừa nói một câu xin mời với Lạc Tú. Đáng tiếc Dư Mộng Đình và Đường Hảo đã đi rồi, nếu không e là giờ phút này bọn họ nhất định sẽ sợ ngây ngốc bởi vì người đàn ông đứng trên đỉnh cao của triều tiên này chính là vinh tại húc một lão đại một tay che trời ở triều tiên thế mà lúc này trông anh ta rất khiêm tốn trước mặt lạc tú ban đầu đường hạo muốn sử dụng chiếc mô tô để lên mặt với lạc tú và để lạc tú thấy sự thế nào là phô trương nếu anh ta vẫn còn ở đây anh ta sẽ hiểu sự phô trương thực sự là như thế nào lạc tú cũng không khách khí đối với anh mà nói kiếp trước anh đã quá quen thuộc loại cảnh tượng này thậm chí có tiên nữ còn mang hoa sen cho anh. Có một vị vô thượng chân tiên đích thân mở ra con đường kim quang nghênh đón anh, cho nên Lạc Tú mới bình tĩnh bước vào xe. Quả nhiên, trong xe đã có mấy người phụ nữ ăn mặc sang trọng, tay cầm ly rượu chờ đợi. Mỗi người phụ nữ này đều rất xinh đẹp, vinh tại húc đúng là không tiếc công sức để lấy lòng Lạc Tú. Trong chiếc xe hơi sang trọng, Lạc Tú dựa vào ghế sofa, Vinh Tài Húc ngồi bên cạnh anh, đối mặt với Lạc Tú, Vinh Tài Húc không biết tại sao, nhưng trước mặt người thanh niên có vẻ không lớn bằng con trai mình này anh ta luôn có thể cảm thấy rằng mình là một đứa trẻ có một cảm giác bị áp bức chào mừng anh lạc đến núi triều tiên vinh tại húc mỉm cười tôi đã sắp xếp khách sạn ở bên kia rồi sẽ nhanh tới thôi có bao nhiêu cao thủ từ các quốc gia khác nhau tới lạc tú khá tò mò về vấn đề này dù sao lần này anh phải đối kháng với các tầng lớp cường giả đương nhiên lạc tú chỉ tò mò thôi không hề sợ hãi Tạm thời vẫn chưa rõ, nhưng hình như Phượng Hoàng Đen từ Âu Mỹ cũng đang định đến đây. Vinh Tại Húc giải thích, sau lời giải thích của Vinh Tại Húc, Lạc Tú mới biết Phượng Hoàng Đen cực kỳ mạnh mẽ, là một dị nhân cấp 9. Trên thế giới dị nhân cấp 9 chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa, nghe nói Phượng Hoàng Đen có lai lịch vô cùng thần bí và có mối quan hệ tốt với bộ tộc nữ thần Amazon trong truyền thuyết, đồng thời giỏi khống chế tinh thần lực và khống chế mọi vật. Ông ta là một trong số ít đại cao thủ trên thế giới, đồng thời ông ta cũng là một ông trùm quốc tế, với sự hậu thuẫn của bộ tộc nữ thần Amazon, ông ta có thể ngang tài ngang sức với lang tộc của Tuyết quốc và huyết tộc của châu Âu. Chỉ là vẫn chưa xác nhận ông ta có đến hay không, nhưng con trai của Lang vương Tuyết quốc đã xác nhận sẽ đến. Còn có quyền thần Đông Á chắc chắn sẽ đến. Dù sao anh ta và nhà họ Vinh vẫn còn một số ân oán cá nhân cần giải quyết. Về phần những cao thủ còn lại, có người đã tới trước ẩn nấp yên lặng chờ thời cơ có người còn chưa tới ôi trò chơi kinh dị này thật sự quá đáng sợ vinh tại húc nói đến đây không khỏi thở dài các thế lực lớn trên thế giới vốn đã đáng sợ rồi không ngờ đằng sau lại có một trò chơi kinh dị còn đáng sợ hơn chỉ một câu thôi cũng có thể khuấy động thế giới đáng tiếc một khi trở thành người chơi cả đời chỉ có thể làm người chơi không rút ra được vinh tại húc cười khổ anh ta cũng là một người chơi anh ta đã thu được rất nhiều lợi ích thông qua trò chơi kinh dị, nếu không đã không nhanh chóng trở thành dị nhân cấp 6. Nhưng cùng với đó thì anh ta cũng mất tự do vì điều này. Anh và quyền thần Đông Á có chuyện gì sao? Lạc Tú thản nhiên hỏi, dù sao thì Vinh Tài Húc cũng là một người gian xảo, làm sao có thể đắc tội quyền thần Đông Á? Anh Lạc, đừng trách tôi giấu giếm, thật ra người tôi thật sự đắc tội không phải quyền thần Đông Á, mà là sư phụ của quyền thần Đông Á, Nam Thiện Thượng Nhân. Trên mặt Vinh Tại húc lộ ra một tia sợ hãi, nam thiện thương nhân Lạc Tú có chút sững sờ. Đúng vậy, nam thiện thương nhân là dị nhân cấp 8, tôi đã đắc tội ông ta trong trò chơi kinh dị đó, hậu quả lần này có thể hoàn toàn hủy diệt nhà họ Vinh chúng tôi. Vinh Tại húc lại cười khổ nói, trò chơi kinh dị thường có nhiệm vụ thực tế và nhiệm vụ bí cảnh. Nhiệm vụ thực tế giống như cuộc tranh giành bộ xương pha lê lần này, trong khi nhiệm vụ bí cảnh giống như hai cuộc thử thách mà Lạc Tú đã tham gia trước đó. Vinh Tài Húc đã đắc tội nam thiện thượng nhân vì một nhiệm vụ thực tế ở tam giác quỷ Bermuda. Lạc Tú cũng không hỏi chi tiết, dù sao anh cũng không đặc biệt để ý lắm. Xe nhanh chóng đến một khách sạn ở trung tâm Phủ Sơn. Khách sạn này được trang trí sang trọng, nằm ở trung tâm thành phố Phủ Sơn. Khách sạn Kenton là một trong những khách sạn nổi tiếng nhất ở Phủ Sơn, phần lớn là nơi những người nổi tiếng và giới thượng lưu lui tới, đại loại là tổ chức tiệc sinh nhật gì đó. Trong phòng tổng thống sang trọng, Vinh Tại Húc lấy từ trong ngực ra một chiếc hộp, đưa cho Lạc Tú. Cùng lúc đó, một người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh anh ta đưa cho Lạc Tú một chồng tài liệu dày cộp. "Ông Lạc, đây là thành ý của tôi." Vinh Tại Húc nói. "Không cần phải nói, tài liệu là hợp đồng chuyển nhượng của khách sạn này, nói trắng ra là khách sạn này từ nay về sau thuộc về Lạc Tú, khách sạn trị giá hơn một tỷ nhân dân tệ, có thể thấy Vinh Tại Húc rất có thành ý." Nhưng chính chiếc hộp kia mới thực sự đại diện cho sự chân thành của anh ta. Lạc Tú mở hộp ra nhìn, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Hết chương 455.